xin chào tất cả mọi người hôm nay sẽ là một chủ đề mà bách nghĩ sẽ rất là nhiều anh quan tâm tại vì khi mà chọn mua mũ sản phẩm nghe nhạc á, thì đại đa phần khách hàng đều có rất là nhiều cái thắc mắc và trong đó thì cái dòng âm ly 2000 thế hệ thứ hai và thứ ba của điện nông á, thì rất là nhiều khách hàng phân vân không biết nên chọn con nào tại vì giá tiền của nó thì trên lệch nhau cũng khá là nhiều ha nó trên nhau khoảng 2 triệu hai triệu rưỡi một con á, chứ không có ít cho nên là rất là nhiều khách hàng thắc mắc thì video này bách uh, có sẵn cả hai con luôn bác sẽ quay thật kỹ và mời các anh cùng soi xét xem là hai con này nó có khác gì nhau hay không kể cả về mặt cấu trúc cái hình thức bên ngoài cũng giống như là cái công nghệ của nó để mà các anh có thể đưa ra một cái lựa chọn cho nó phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình ha thì cả hai con này về tình trạng đều rất là tốt bác sẽ quay kỹ sẵn bác sẽ giới thiệu luôn để các anh quan sát về cái hình thức của nó thì đầu tiên là về gương mặt ở đây là con 2000 hai la mã ha thì anh thấy tình trạng của con máy này còn rất là đẹp và không có bất kỳ mũ tì vết gì gương mặt của con này gần như là điểm 10 ha đó bắt quay sơ để cho các anh xem đầu tiên thì ở đây các anh thấy là nút nguồn nè các cái nút hiệu chỉnh các cái giải tần số của bát chép ba lăng rồi à, nút chọn cổng tín hiệu đầu vào và nút âm lượng chính giữa đây là chức năng sau direct ở đây nó có một cái dòng chữ ultra high current mode ha bên này là con 2 ba la mã thì tương tự gần như không có bất kỳ một cái khác biệt nào ngoại trừ cái ký hiệu đời máy thôi còn ngoài ra thì các anh sẽ không thấy bất kỳ một cái uh, sự khác biệt nào trên này ha kể cả về màu sắc gương mặt cho tới kết cấu của nó cái dòng chữ Ultra High current mode này là ký hiệu cho cái công nghệ mạch khuếch đại công suất của hai dòng âm ly này và cả hai dòng nó đều sử dụng chung một công nghệ gần như là không có sự khác biệt ha đó gương mặt thì Cả con 2003 la mã này cũng vậy rất là đẹp. trong video trước thì bác có về hai con thì bác có giới thiệu rồi. con này là về sau nha. con này thì chưa giới thiệu bao giờ. bác sẽ quay kỹ luôn cho các anh xem. Đó, gương mặt rất là đẹp ha. không có bất kỳ tì vết gì trên này. thì về cái thiết kế bên ngoài á, hai con giống nhau tuyệt đối ở trên gương mặt. hai con giống nhau tuyệt đối và nó có một công nghệ vượt trội trong cái cái mặt khối đại gúng xuất ấy. thì cả hai con giống nhau, không có gì khác nhau ha. đây là phần nội thất của con 2003 la mã này thì các anh thấy là cái phần cấu trúc của nó tương tự hai con nó giống nhau gần như là bằng mắt thường thì chúng ta sẽ không thấy có cái sự khác biệt nào đầu tiên là hai cái tăng phô cấp nguồn nè tụ cấp nguồn rồi hai cái phần men công suất ở đây là bo tín hiệu đầu vào ha và tất cả các chi tiết này đó gan quan sát kỹ để một lát nữa mình so sánh với cái con ba la mã luôn ha ở đây tình trạng nội thất thì rất là đẹp không có gì phải bàn rồi hả các anh con này còn rất là mới này rồi tương tự thì bên này là con ba la mã thì cái cấu hình của nó và cái cách bày trí cũng giống như nhau ha không có gì khác biệt ở đây á, ở trên cái tăng phô thì các anh sẽ thấy là cái phần tem của hai con nó khác nhau ở bên con hai la mã nó sẽ ghi là audio còn ở bên này nó sẽ ghi là super audio nhưng mà thật ra á, hai cái con hai cái bộ tân phô này nó giống nhau tuyệt đối kể cả là trên cái trang chủ của nhà sản xuất ấy, hoặc là các anh có thể tham khảo trên database ha đó thì nó không chỉ ra cái sự khác biệt ở trên cái này đó nó không chỉ ra cái sự khác biệt ở trên này rồi ở đây là bo tiếp nhận tín hiệu đầu vào nè bo cái đại công suất hai bên tụ cấp nguồn ở đây là phần bo nguồn con đó, tương tự hai con nội thất giống nhau tuyệt đối nó gì khác một cái điểm duy nhất mà mắt thường các anh có thể nhìn thấy được đó là cái này cái phần uh, bo mạch của nó bên con hai la mã thì dùng màu xanh lá cây còn ở bên con ba la mã thì sử dụng màu xanh da trời nó chỉ có vậy thôi còn mắt thường thì sẽ không thấy bất kỳ một cái khác biệt nào cả ha đó đó là hai điểm một là về cái hình thức bên ngoài thiết kế và cái thứ hai nữa là cái nội thất bên trong thì tạm thời là chúng ta chưa có thấy sự khác biệt nào cả về cái cả công nghệ khuếch đại cũng vậy rồi bây giờ nó sẽ quay luôn phần mặt sau để các anh xem và đánh giá luôn ha quan sát tổng thể ở phần mặt sau của cả hai con thì các anh sẽ thấy là hầu như tất cả các cái vị trí bày bố hoặc là các cái chức năng đầu vào đầu ra của nó đều giống nhau ha tuyệt đối luôn không có bất kỳ một sự khác biệt nào tuy nhiên thì khi mà nghiên cứu kỹ thì ở đây các anh sẽ thấy nè trên dòng hai la mã thì công suất tiêu thụ của nó là 250 w còn ở trên cái dòng Ba La Mã thì công suất tiêu thụ của nó là 275W. Tuy nhiên có một cái lưu ý mà các anh nên cân nhắc đó là cái công suất đầu ra. Thì khi mà chúng ta sử dụng âm ly cái công suất đầu ra nó quan trọng hơn là công suất tiêu thụ ha. Đó. Thì cái công suất đầu ra của cả hai con này nó đều bằng nhau, đó là 80W một kênh ở trở kháng 8 ohm và 160W một kênh ở trở kháng 4 ohm. Thì cả bốn dòng À, âm ly mặt vàng dòng 2000 của Denon này nè thì nó đều có cái mức công suất như vậy hết, giống nhau tuyệt đối. Nó chỉ khác cái công suất tiêu thụ thôi. Thì từ cái công suất tiêu thụ này các anh có thể à, đánh giá được một cái vấn đề rằng là khả năng nó sẽ có thêm một cái bộ phận linh kiện nào đó hoặc là nó có thêm một cái nó có một cái thay đổi nào đó về linh kiện hiệu suất cao chẳng hạn. Cho nên là nó có cái công suất tiêu thụ lớn hơn so với cái con 2000 Halama đó. Thì cái này mình chỉ có thể đánh giá bằng thông số ở đây thôi chứ còn thực sự nếu như mà tìm kiếm á, thì có những con máy về nó bị móp méo nó không bán được ra thị trường nữa bách đã từng tháo tan nát ra để bách lấy linh kiện rồi và bách thấy bách so sánh á, bách không bách không thể nhìn được một cái thêm bớt nào ở trong này cả gần như là nó không có nó chỉ thay đổi một vài cái À, hiệu chỉnh về cái thông số linh kiện thôi. Cho nên về cơ bản là mắt thường là chúng ta không thấy được ha. Thì mình chỉ có thể đánh giá được từ cái phần công suất tiêu thụ ở đây thôi. Đó. Tình trạng của hai con máy này thì như các anh có thể thấy ha. Góc cạnh, đường nét, bề mặt sơn cũng giống như chữ nghĩa được in trên này rất là đẹp. Gần như là nó không có bất kỳ một cái dấu hiệu tỳ vết nào hay là một cái dấu hiệu tạo hóa nào trên này ha. Đó, rất là tuyệt vời. Con máy ba la mã này số series là 00369 Khác với hai con trong video trước ha các anh Rồi, tương tự thì hình thức của con hai la mã này cũng vậy Rất là đẹp ha Sẽ không có bất kỳ mũi tì vết gì đáng chú ý trên này Và con này số series là 00253 Đó, có một chút xíu sự khác biệt ở đây Và nếu như trong bốn dòng đi nấu mặt vàng đời 2000 á Từ 1234 Thì các anh sẽ thấy là cái dòng thế hệ đầu tiên á Dòng 2000 trơn á nó sẽ không có cổng rề ao nha đó dòng 2000 cân nó không có cổng này còn từ dòng 25 mã trở lên nó đều có cổng này hết đó cho nên là hầu như là hai con này một chút xíu sẽ khác biệt ở đây mà mình có thể đánh giá bằng thông số thôi còn ngoài ra sẽ không có bất kỳ cái khác biệt nào cả tình trạng máy thì các anh cùng quan sát kỹ rồi ha hai con máy này rất là mới và cái quan trọng nhất ấy, là mức giá bán và cái chất lượng âm thanh của hai con này nó có khác nhau hay không thì nói thật sự á, bách đánh giá và nghe rất kỹ rồi một bài nhạc, một nguồn phát và một cặp loa luôn, một bộ dây luôn, không có bất kỳ khác biệt gì nha. Thì cái chất lượng âm thanh của hai con này gần như nó không có khác gì hết. Gần như không có bất kỳ một chút xíu sự khác biệt nào. Dù nghe trong cái không gian cực kỳ vắng, thường là bắt thử mấy cái kiểu này nè, bắt so sánh mấy cái kiểu máy này nè. Thì bắt nghe cái lúc nửa đêm á, cực kỳ yên tĩnh và nhạc bắt mở cũng rất là nhỏ, rất là dịu dàng, đa sắc. Cho nên gần như là mình không thấy bất kỳ một cái sự khác biệt nào với anh. Không có không có luôn cái này bách dám khẳng định với các anh là không có đó cho nên là à, ở đây nó có một chút xíu sự khác biệt tuy nhiên thì cái mức giá của nó là chênh lệch nhau khá là nhiều thì cái giá của con la mã thì ngày hôm nay một con máy tình trạng đẹp như các anh vừa quan sát có mức giá là 16 triệu rưỡi ha còn con la mã thì lại có mức giá cao hơn đó là 18 triệu rưỡi trên nhau 2 triệu thì từ đây các anh có thể đánh giá xem là với cái sự chênh lệch này thì chúng ta nên lựa chọn con nào cái đó bánh nói thật sự nha cái đó là quyết định của tùy mỗi người, tùy khách hàng. Còn riêng bản thân Bách, riêng cá nhân của Bách, Bách thấy cái sự khác biệt của nó quá nhỏ. Quá nhỏ. Và nó không tạo nên được cái sự khác biệt trong cái hiệu ứng âm thanh. Cho nên là hai triệu đó đôi khi nó không đáng. Đôi khi nó không đáng ha. đó Chứ còn thực ra là cả hai con máy này đều là hàng Bách bán ra mà. Con con máy nào Bách cũng muốn bán hết á. Nhưng mà cái thực tế nó là như vậy. Cái thực tế là con 2.025 mã. Bách thấy là trong cái phân khúc giá đó và với cái sự chênh lệch đó thì nó xứng đáng hơn 2 triệu này nó trên lệch gần như là nó không đáng có lắm ha đó thì các anh đánh giá và nhận xét ha nếu như các anh nào rảnh tay có thể để lại cái phần bình luận ở phía dưới video ha thì cái này anh em mình cùng chia sẻ và góp ý cho nhau để mà có đôi khi á, nói thật sự là bắt trong nghề bắt bán cũng lâu rồi nhưng mà có những cái Bách cũng không có biết cho nên nếu như anh nào biết thì có thể các anh vui lòng chia sẻ thêm để bắt học hỏi thêm về các cái kiến thức của máy móc ha. Rồi hai con này thì uh, giá bán uh, bách cũng đã công bố kỹ rồi. Nếu như anh nào có thêm bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu gì vui lòng liên hệ trực tiếp với bách qua hai số điện thoại bách để ở đầu và cuối video ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau ạ.